Hai ba. Xin chào mọi người, mình là nhóm B36. Hai ba, chúng mình là nhóm B36. Vâng, và trước yêu tạm đến với kịch đoạn talk show của B36 thì hôm nay khách mời của chúng ta đó chính là anh Nguyễn Hoàng Mon. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Hoàng Mon, biệt danh là Mon Hoàng Anh. Ok, và chúng ta sẽ có một câu hỏi đầu tiên đó chính là bạn có sợ cách ly lần hai không? Thực ra thì nói về cách ly á, thì thực sự là đối với Mon thì Mon thấy bình thường, tại vì cách ly lần một nó cũng Mon chẳng làm gì, Mon cũng ở nhà, vẫn ở nhà rồi học chán quá, nghe nhà xem phim rồi làm này nọ kia, chứ mà chỉ ở nhà thôi. Ok, đó rồi tiếp theo là câu thứ hai. Câu thứ hai đó chính là nếu có cách ly thì bạn sẽ làm gì, thì mình trả lời từ ngang qua nha. Rồi à, mình trả lời rồi. Trả lời rồi, vậy là show ok thì mời các bạn qua video của Kira để xem. Ok. Cái gì? Nếu mà có cách ly lần hai thì bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là mua đồ dự trữ về nhà rồi. Ok, hết rồi hả? Hết rồi, hết rồi. À, biết mình làm gì không? Làm biến. Vô. Rồi, cách ly lần một bạn đã làm gì để vượt qua thời gian? Ý là bạn đã làm gì để giết thời gian? Làm gì để giết thời gian? Mình đã ăn, xem phim và nghe nhạc. Ok. Thật sự thì nó nhìn lấy nhà hàng xóm. Có nhìn lấy nhà hàng xóm không? Tiếp. Ok, tiếp. Ồ, quên. Nhạc nhéo vậy hả? Hay mà. Ok. Mọi người. Vậy là nhảy một đoạn vũ điệu rửa tay ngắn. Khi rửa tay không khỏi với Covid khỏi đây, vì một Việt Nam khỏe mạnh thành hình thì thế giới sẽ đổi thay. Ok. Rồi, và gửi lời động viên đến những đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Ok, thực ra thì mình cảm thấy rất là trân trọng và rất là biết ơn những người mà đang cũng như là đang dốc tâm để mà chặn cái mùa Covid lại lại. Đó là trong đó có các nói chung là về chiến sĩ hay tình nguyện viên cũng như là nhân dân của chúng ta cũng đã biết cách và rất là ý thức để mà tự bảo vệ mình khỏi cái dịch Covid này, và thật sự một lời cảm ơn chân thành và okay. Tình yêu to bự đến cho các bác sĩ điều dưỡng. Covid, còn muốn được đi học, muốn chờ ở nhà để được đi học, còn lâu hơn chờ mọc tóc. Còn nhiều bạn bè nhìn thấy cô đúng bay vừa giang dở đang để đầy cả một lô, còn đang khóc. Covid ơi đến bao giờ mới được đi học, nhìn những lúc cả lớp ăn vụng trăm giờ, anh em cùng hỗ trợ không mấy cô gọi thân bạn đứng dậy đọc thơ. Miệng còn nhai nhóp nhép, dạ con xin phép, chứ còn ra ngoài để truy mép à. Sáng sớm thức dậy, cặp sách tay trường, à sực nhớ lại là đang nghỉ Tết vô hạn mà. Toàn ly rồi hóa sinh, ôi mà ơi vô như kẻ thần kinh, thân rớt trên cao, rớt kiến thức cài ao. Bánh trái khắp phòng, hai má rơi thầm lòng, nằm trên giường xem sam cùng mơ. Đến lúc học online, cả một tung tăng chạy dòng chơi. Wi-Fi, Wi-Fi đi luôn rồi. Làm ơn, hãy làm ơn, trời trên cao mau giúp con tránh qua mùa đại dịch này nha. Làm ơn, hãy làm ơn, thèm lên lớp vì con đã quá chán ở nhà. Cỡ ô cô, vợ y phi, mau mau tránh ra đi, tránh ra, tránh ra đi. Cỡ ô cô, vợ y phi, mau mau tránh ra đi, tránh ra, tránh ra đi. 1, 2, 3, Covid. Còn muốn được đi học, muốn chờ ở nhà để được đi học, còn lâu hơn chờ mọc tóc. Còn nhiều bạn bè nhìn thấy cô đúng bay vừa giang dở đang để đầy cả một lô, còn đang khóc. Covid ơi đến bao giờ mới được đi học, nhìn những lúc cả lớp ăn vụng trăm giờ, anh em cùng hỗ trợ không mấy cô gọi thân bạn đứng dậy đọc thơ. Miệng còn nhai nhóp nhép, dạ con xin phép, chứ còn ra ngoài để truy mép à. Ê, ôi giời ơi, ôi giời ơi, Covid ơi, Covid ơi, có thương mấy đứa nhỏ đang còn nhỏ dại, chuẩn bị đi học tự dưng nghỉ một phát, quên luôn cả bảng chữ cái. A, B, D là con D, H, L, M là cu đơ, N, T, K là coca. Thế thì G, C, Y thì là Covid. Làm ơn, hãy làm ơn,
Trở trình cao mong giúp con tránh qua mùa đại dịch này nha. Làm ơn hãy làm ơn, thêm lên lớp vì con đã quá chán ở nhà. Dậy cỡ ô cô vợ y phi, mau mau tránh ra đi, tránh ra đi. Cỡ ô cô vợ y phi, mau mau tránh ra đi, tránh ra đi.